Thưa quý vị và các bạn, Nhật tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc. Hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm hai thành phố lớn của Hàn Quốc là Ulsan và Busan. Tại thành phố cảng container lớn nhất Hàn Quốc, Busan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam và tiếp thị trưởng thành phố Ho Nam Sik. Busan là thành phố có cảng container lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ ba thế giới, với vị trí địa lý nối liền châu Á, vùng Caribe và châu Âu, đồng thời là cửa ngõ nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tại buổi tiếp thị trưởng thành phố Busan Ho Nam Sik, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Busan Hàn Quốc với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn hai thành phố hợp tác chặt chẽ, góp phần vào thành quả hợp tác chung của hai nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngài thị trưởng cùng chính quyền thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và bà con Việt Nam hiện đang sinh sống tại Busan. Thị trưởng thành phố Busan Ho Nam Sik bày tỏ vui mừng và cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch nước đã dành cho thành phố Busan, khẳng định chính quyền và người dân Busan luôn chào đón những người bạn Việt Nam. Busan và thành phố Hồ Chí Minh đã mở đường bay thẳng, đây chính là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai thành phố. Thị trưởng Ho Nam Sik tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ tạo cơ hội mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch nước đã tới thăm văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan. Chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thành phố Ulsan thăm nhà máy chế tạo ô tô thuộc tập đoàn Hyundai, một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc. Hiện nay, Hyundai đã có các nhà máy lớn tại Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Séc và đang mong muốn phát triển thị trường tại Việt Nam. Tại đây, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết dự án chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ giữa Hyundai và tập đoàn ô tô Trường Hải Thaco. Đây là một thỏa thuận quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khi lần đầu tiên một đơn vị trong nước được chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ. Theo nội dung ký kết, giai đoạn 1 của dự án sẽ chế tạo sản phẩm động cơ có tỷ lệ nội địa hóa đạt 40%, tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và được sử dụng cho ô tô tải, bus, tàu máy, máy công nghiệp và các mục đích công nghiệp. Giá trị của dự án là 200 triệu đô la Mỹ. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm tập đoàn Samsung, một trong những công ty đứng đầu thế giới về áp dụng các công nghệ tiên tiến. Trước đó, chiều ngày hôm qua, tại Seoul, Chủ tịch nước đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Chủ tịch nước đã biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tinh thần học tập, lao động của người Việt Nam tại Hàn Quốc, đã góp phần làm nên hình ảnh của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, năng động và hội nhập trên đất nước bạn. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc cần có thêm nhiều hoạt động quảng bá lịch sử đất nước con người Việt Nam, trợ giúp lao động Việt Nam sống và làm việc tại Hàn Quốc, hòa nhập tích cực, tuân thủ luật pháp nước. Thị trường hơn tăng cường hợp tác giữa hai thành phố. Đây chính là điều kiện thuận lợi để đến thăm tập đoàn Samsung. Chiều nay, Chủ tịch nước đã đến cũng trong